Số 1 này, này. Về cháy amin các em phải ghi lại vào vở nhé. Chúng ta phải ghi lại vở rõ ràng, chúng ta phải khác đặc biệt với các lớp live khác. Đây là chúng ta có quyền vở ghi. Vở ghi thì chúng ta phải tóm tắt lại kiến thức lý thuyết, những cái phần mà chú ý này, những phần mà thầy ghi ở ngay đầu vở. Thì mình sẽ có dạng số 1 là bài toán cháy amin. Đây là những cái công nghệ rất kinh khủng của thầy. Nhà nó hack đi vào từng dòng não của em luôn. Thì mình có là phần kiến thức cần nhớ này. Đây là phần quan trọng nhất. Kiến thức cần nhớ. Kiến thức cần nhớ nha. Chào Thắng Vũ. Đầu tiên này, đốt cháy amin thì ta sẽ có là cháy của amin no đơn hở trước. Khi cháy amin no đơn hở nhé. Khi cháy amin no đơn hở thì em cần lưu ý cho thầy điều sau này. Amin no đơn hở là CN H2N cộng 3N đúng không? Cháy với oxy đúng không? Để tạo thành CO2 đúng không? Cộng với lại nước đúng không? N carbon này, 2N cộng 3 này. Chào Thắng Vũ. Đây là N cộng 1,5 này. Đúng chưa? Cộng N2 này. Thì đây là 1 phần 2 đúng không? Cân bằng oxy thì là 2N cộng với lại N cộng 1,5 là 3N cộng với lại 1,5 chia 2. Chúng ta lưu ý nếu số mol amin là 1 thì số mol CO2 là N, thì số mol nước là N cộng 1,5, thì số mol nitơ là 0,5. Ở đây chúng ta luôn luôn có một điều chú ý như sau. Đó là số mol nước trừ số mol CO2 chia cho 1,5 thì bằng số mol amin. Đây là cái chú ý đầu tiên. Và chúng ta tinh ý tiếp một cái chú ý thứ hai. Không phải ai cũng nhìn được cái chú ý thứ hai này đâu. Không phải ai cũng nhìn được chú ý thứ hai này. Đó là N nước trừ N CO2 trừ đi N nitơ chia cho 1 thì chính bằng N amin. Nha. Đây là chú ý thứ hai. Chúng ta có cái chú ý thứ ba. Chúng ta có cái chú ý thứ ba. Đó là ta luôn luôn có là M amin cộng với lại M oxy thì bằng M CO2 cộng M nước cộng với M nitơ. Và từ đó thì mình sẽ có cái hệ quả này suy ra là M của oxy thì luôn luôn bằng M của CO2 cộng nước cộng nitơ trừ đi M của amin. Nhá. Được chưa? Cuối cùng là thêm một cái nữa là M amin thì bằng 12 lần N CO2 cộng với 2 lần N nước cộng với 28. Dĩ nhiên chú ý hai là cái dã man của thầy. N nitơ thầy rất nhiều chiêu độc nên là chú ý đừng có bỏ một buổi like nào. Nha. Đây là xong nhá. Đấy là xong rồi đốt cháy amin no đơn hở. Thế còn đốt cháy mọi amin thì sao? Những cái này phải ghi vào vở nhá. Đốt cháy mọi amin thì sao? Thì mọi amin là CX HI NT cháy trong oxy thu được CO2 cộng nước cộng N2 này thì mình luôn luôn có này. Số mol nitơ trong amin. Số mol nitơ trong amin thì bằng 2 lần số mol nitơ. Thế mình ở đây mới ăn sáng về Lan Anh, thầy còn chưa uống thuốc. Số nguyên tử nitơ thì phải suy ra chính bằng 2 lần số mol N2 chia số mol amin. Đấy nhá, đây là những cái chú ý mà các em cần nốt lại nhá. Trong quá trình thầy dạy live free thì những cái chú ý này được sử dụng rất rất nhiều. Nên là nhớ chụp ảnh lại, được chưa? Lưu lại nhá. Đấy. Thế giờ mình mới đi vào bài tập, mình làm cái phần cháy này. Mình làm phần cháy trước này. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức. Thầy chưa ví dụ số 1 nhá. Thầy chưa rất là chậm nhá. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay nhá. Ví dụ số 1, chào Lan Anh. Lan Anh ăn sáng về no nhưng lấy sách vở ra học luôn nhá. Đốt cháy hoàn toàn, lưu ý từ này, từ chốt đây là amin đơn chức này. Vậy là amin đơn chức của thầy thì ký hiệu nó là CHIN nhá, một chức mà. Đốt cháy trong oxy thì thu được CO2 này. Số mol CO2 bằng 8,4 chia cho 2,4 bằng 0,375. 0,375 này cộng với này nitơ này. 1,4 chia 2,4 bằng 0,0625 này. Cộng với nước này, số mol nước này thì bằng này 10,125 chia 18 bằng 0,5625 này. Đây bài hỏi công thức phân tử của X. Các em lưu ý nhé, các em nhìn kỹ này.
Thằng này có 2 nitơ, thằng này có 1 nitơ. Vậy có phải lúc nãy chúng ta có rằng là số mol amin thì có phải bằng 2 lần số mol nitơ không? Đây là mặt khác, đây là amin đơn chức đúng không? Vậy hoàn toàn thầy có thể đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Mình có là 0,0625 này nhân 2. Nhân 2 thì ra được số mol của thằng amin luôn đúng không? 0,0625 nhân 2 bằng 0,125. 0,125. Hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon. Sẽ lấy số mol CO2 là 0,375 chia cho 0,125 thì bằng 3 đúng không? Số nguyên tử hydro sẽ bằng 2 lần số mol nước, bà toán hydro mà, 0,5625 nhân 2 này. 0,5625 nhân 2 này chia cho này 0,125. 0,5625 nhân 2 chia cho 0,125 bằng 9. Vậy chắc chắn anh này là C3H9. Nhìn đáp án này, C3H7 vứt, C3H7 vứt, C3H9 đáp án đúng đáp án C em nha. Rất là dễ thôi. Đấy, nhìn kỹ là một lần đi. Nhìn kỹ là một lần đi nhá. Nhìn thật kỹ là một lần nhá. Nhìn kỹ chưa? Rồi, mình tiếp nhá. Mình tiếp nhá sang câu ví dụ số 2. Ví dụ số 2 khó một chút. Ví dụ ở sang tờ amin này là mọi thứ nó đều khó một chút đấy nhá. Mình sang ví dụ số 2 này. Đề đào khối A năm 2010 này. Ví dụ số 2 này. Đốt cháy hoàn toàn V lít một hơi amin X bằng lượng oxy vừa đủ tạo ra 8 V lít hỗn hợp khí carbonic, khí nitơ và hơi nước. Chưa biết một điều gì cả. Các thể tích khí và hơi cũng đều cũng đo cùng nhiều điều kiện này. Amin X tác dụng với khí nitơ, nhiệt độ thường giải phóng khí N2. Lưu ý này. Chỗ này chỗ quan trọng này. Tác dụng với axit nitro là HNO2, nhiệt độ thường giải phóng khí nitơ. Điều này tương đương với X là amin bậc 1. Amin bậc 1. Bậc 1 là có NH2, được chưa? Đây là NH vớt. NH vớt. NH2 lấy. NH2 lấy. Vậy là một trong hai này. Đúng chưa? Một trong hai này các em có rất nhiều sự lựa chọn. Thử đáp án cũng được. Đúng không? Nhưng mà thầy sẽ theo một cái sự lựa chọn khác. Bây giờ các em nhìn nhá, thầy giả sử đi. Một thằng này nó no, một thằng này không no. Đúng không? Thế giả sử amin thì là amin no đi. Trường hợp số 1 là amin no đơn. Để bài cho đơn mà nhìn đây chỉ có đơn thôi mà. Amin no đơn. Với amin no đơn thì công thức tổng quát nó là CnH2n cộng 3n cộng oxy. Thì mình thu được NCO2 cộng với n cộng 1,5 nước cộng với lại 0,5n2 đúng không? Nếu anh này cháy là 1 thì suy ra anh này là n. Anh này là n cộng 1,5. Anh này là 0,5. Được chưa? Thế vậy anh này là V lít thì 8V. Vậy nếu anh này là 1 thì phải tổng bọn này bằng 8. Bởi vì tỷ lệ thể tích cũng chính là tỷ lệ số mol mà các em. Vậy hoàn toàn đấy thì có 2N cộng 1,5 cộng 0,5 là cộng 2 thì bằng 8. Suy ra N của thầy bằng 3. Mà đề bài là amin no đơn chức nên chắc chắn chúng ta là gì? C3H9N nha. C3H9N. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Các em nên nhớ đây là tài liệu từ lớp op của thầy. Đây là những cái ví dụ sắp xếp từ dễ đến khó để thầy huấn luyện cho các bạn op cái tư duy giải nhanh. Chính vì vậy nên các em đã học khóa live VIP này là tương đương với các em đã học op của thầy. Bây giờ câu chuyện còn lại của các em chỉ cần chăm chỉ học đủ từng buổi để không bị tụt lùi lại với các bạn thì level của em sẽ xếp tốt hơn. Được chưa? À, biết là amin bậc 1 tại vì đây, chỗ amin X tác dụng axit nitro, nhiệt độ thường giải phóng khí nitơ thì chỉ có amin bậc 1 mới có phản ứng này thôi em nhá. Hiểu Nguyễn nhá, cái này trong sách giáo khoa có đấy, hiểu Nguyễn ạ. Và ở trong cái phần lý thuyết thầy cũng có nhá. Xong ví dụ 2 nhá. Mình sang ví dụ 3 khó một chút nữa. Mình sang ví dụ số 3 khó một chút nữa. Hỗn hợp X gồm O2 và O3, câu này rất hay này. Hỗn hợp X gồm O2 và O3 này. O2 này, O3 này. Thì khối so hydro là 22, vì nó là phân tử khối bình 44. Anh O2 là 32, anh O3 là 48 hả? 44 trừ đi 32 như bằng 12, 48 trừ đi 44 thì bằng 4, 4 chia 12 thì bằng 1 chia 3. Được chưa? Vậy có nghĩa thể đặt thằng oxy này là amon thì thằng O3 này sẽ là 3 amon. Được chưa? Đốt cháy hỗn hợp này gồm metinamin là CH5N và etinamin là CH7N. Tỷ khối so với là 17,833. 17,833 chia nhân 2
35,66. 35,66. 6. Anh này bằng 31. Anh này bằng 45. Thằng này trừ thằng này bằng 4,666. Thằng này trừ thằng này bằng 45 trừ n bằng 9,334. 9,334 và chia cho 4,666 bằng 2, gần bằng 2. Vậy anh này là bằng 2/1. Được chưa? Vậy có nghĩa nếu thì đặt số mol anh này là 2 thì số mol anh này là 1 mol. Vậy đốt cháy đi. Hai này đốt cháy nhau thì có phải là hỗn hợp này đốt cháy oxy của O3 thì nó sẽ tạo thành CO2, nước và nitơ đúng không? Có đúng kìa. Cháy nó sẽ tạo thành CO2, nước và nitơ đúng không? Khi cháy nó tạo thành CO2, nước với nitơ ấy. Khi cháy nó mà tạo thành CO2, nước với nitơ ấy, thì ta sẽ có một cái vấn đề nữa. Đó là hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon là ok. Nếu thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhé, các em nhìn kỹ nhé. Nếu thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhé, anh này là 2 × 1 này bằng 2 này, cộng với 1 × 2 là 4 này, đây là 4 mol CO2 này. Bảo toàn tiếp nguyên tử nguyên tố hydro, 2 × 5 là 10, 10 + 7 là 17, 17 chia 2, 17 chia 2 thì bằng 8,5 đúng không? Nitơ không quan tâm, bởi vì đấy nếu mà thích thì nitơ 2 × 1 là 2, cộng 1 là 3, 3 chia 2 bằng 1,5. Nhưng nitơ không quan tâm. Tại sao thì lại nói nitơ không quan tâm? Bởi vì ở cái bài này, đề bài của chúng ta tỷ lệ V1 chia V2 thì bây giờ ta thì chỉ cần đi tìm xem là A này bằng bao nhiêu. Vậy đến đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy 2A cộng 3 nhân 3 bằng 9A thì bằng toàn nguyên tử nguyên tố oxy này 4 nhân 2 cộng 1 nhân 8,5. Đến đây thì tìm được A vào. Đúng rồi. 8 cộng với lại 8,5 chia cho 11 bằng, ô chỗ này nhầm, 8 cộng với lại 8,5 bằng chia 11 bằng 1,5. A bằng 1,5 nhá. Với A bằng 1,5 thì hoàn toàn đến đây mình tìm được 3 thì bằng 4,5 này. Và A của chúng ta thì bằng 1,5 này. Mà ở đây là hỗn hợp này này, đốt cháy Y này, đốt cháy an toàn V1 khí Y. Y đây nhá. Thì đây là V1 này. Bằng V2 khí X, đây là V2 này. Vậy V2 đây bằng là 4,5 cộng 1,5 bằng 6. V2 bằng 6. V1 của chúng ta thì bằng 2 cộng 1 bằng 3. Chú ý nhé, nhiều bạn nhầm đấy. Bây giờ để bài học V1 chia V2. Đây là V1 đây. 3 chia 6. V1 chia V2 bằng 3 chia 6. Nhiều bạn nhầm là lấy 6 chia 3 đấy nhé. Bằng 1 chia 2. Đáp án đúng đáp án gì? Đấy, các em lưu ý các cái ví dụ của thầy nó rất là xoắn. Thi học nó sẽ bảo những cái này rất là xoắn. Và các em nhớ rằng là carbohydrate rất là dễ. Este đôi khi ai cũng có thể dạy được. Nhưng sang amin, amino acid là một điều khác biệt hoàn toàn. Nên chúng ta cần phải lưu ý học nhá. Mình sang câu tiếp này. Câu số 21. Câu tiếp câu số 21. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn trước mạch thở. Giá trị của M là, thế bây giờ đề bài cho chúng ta là 2 amin no đơn trước mạch thở rồi. Đề bài cho chúng ta là 2 amin no đơn trước mạch thở. Vậy amin no là CnH2n cộng 3N. Đúng chưa? Đơn trước mạch thở để tác dụng oxy này, thu được này CO2 này cộng với nước này. Mình tìm được số mol CO2 bằng 28,6 này. 28,6 này chia cho 28,6 chia cho 44 thì bằng 0,65. 0,65. Số mol nước 18,45 chia 18 1,025. Được chưa? Đề bài hỏi giá trị của M là gì? Đề bài hỏi giá trị của M là gì? Thì các em lưu ý này. Ở đây chúng ta có rất nhiều kỹ năng để làm. Chúng ta có thể bảo toàn khối lượng là nhanh nhất. Các em nhìn nhé. Ở đây mình bên này mình biết được O rồi này. Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình ra được O2 đúng không? Do bảo toàn khối lượng là xong đúng không? Thế giờ mình làm cách này nhé. 1,025 này nhân 1 này, cộng với 0,625 nhân 2 này. 1,025 nhân 1 cộng với 0,65 nhân 2. Bên này O2 oxy phải là phải chia cho 2 đúng không? Được bao nhiêu chia cho 2? Bằng 1,1625. Và hoàn toàn đến đây chúng ta bảo toàn khối lượng thì mình có khối lượng của amin cộng với lại khối lượng oxy 1,1625 nhân 32 thì bằng khối lượng CO2 là 0,65 nhân với 44 cộng khối lượng nước là 1,025 nhân 18. Đến đây mình tìm được amin bằng 0,65 nhân 44 cộng 1,025 nhân 18 bằng đấy 47 trừ đi 1,1625 nhân 32 bằng 9,85. Ôi chỗ này thấy lỗi. 0,65 nhân 44 này cộng 1,025 nhân 18 này
trừ 1,1625 nhân 32. Hình như cái này thầy quên chia cho 2 sao? Bên này phải chia 2 nữa. Đúng không? Chia 2 nữa. Lỗi. Chia 2 nữa. 28,45. Vẫn lỗi á. Chết lỗi. 0,65 nhân 44 cộng với 1,0825 nhân 18 trừ đi 1,1625 nhân 16. 28 phải. Ơ vẫn lỗi à? Thầy thiếu. À đúng rồi, thiếu N2 chính xác. Thank you em. Mắt thì lé. Thiếu N2. Ok. Đấy, à thế thì nếu mà thiếu N2 thì bây giờ chúng ta cần phải tìm được số con cháy đúng không? 1,025. Anh này là admin no đơn hả? 1,025 này trừ đi. Thank you cả nhà. Trừ đi 0,65 rồi chia cho 1,5 nhá. Thì bằng 1,025 trừ đi 0,65 bằng chia 1,5 bằng 0,25. Vậy ở đây mình sẽ có bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ 0,25 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,125. Đấy, may thế thì chúng nó vẫn còn theo dõi mình học. Anh này cộng với 0,125 nhân 28. Đúng không? Thế là xong. Bấm lại nhá, 0,65 nhân 44 cộng 1,025 nhân 18 cộng 0,125 nhân 28 trừ đi 1,1625 nhân 16 bằng 31, chỗ này phải nhân 32, 1,1625 đúng nhỉ, 0,6, chỗ này nhìn thấy chia 2 rồi, 0,65 nhân 2 cộng 1,025 bằng, đúng rồi, chỗ này chia 2 rồi, chỗ này chia 2 rồi, lỗi quá, không phải tí để giải cách khác nhanh hơn và không bị nhầm này, 1,025 nhân 18 cộng 0,125 nhân 28 bằng trừ đi 1,1625 nhân 32 bằng 13,35. Chúng ta thấy là cách này khá là lỗi nhiều. Thế giờ thì có cái cách số 2 cho chúng ta. Cách số 2 này nhanh hơn. Rồi, hạn chế việc sai hơn. Mình cũng biết anh này là CN H2N cộng 3N đốt cháy tạo thành CO2 cộng nước cộng nitơ. Anh này là 0,65. Anh này 1,025. Vậy hoàn toàn nên thể tìm được N cháy bằng 1,025 trừ 0,65 chia cho 1,5 bằng 0,25. Hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình nhá. Hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình nhá. Carbon trung bình sẽ bằng này 0,65 chia cho 0,25. 0,65 chia 0,25 bằng 2,6. Suy ra này là C2,6H 2 nhân 2,6 cộng 3 bằng 8,2 N. Số mol bằng 0,25. 0,25 nhân mạng ngoặc đơn 12 nhân 2,6 cộng 8,2 cộng 14 bằng 13,35. Nhanh hơn. Đúng không? Lấy thằng này nhân phân tử khối này là nhanh hơn. Được chưa? Đấy, cách này còn nhanh hơn nữa. Chúng ta còn một cách nữa, cách số 3. Đã còn một cách số 3 nữa. Có phải M-amin thì bằng 12 lần NCO2 không? Càng lúc mình càng nhanh nhé. Thầy giải chúng ta các cách nhân với số mol của nước 1,025 nhé. Cộng với khối lượng của nitơ là 28 nhưng mình biết được nó cháy 0,25 rồi đúng không? Chia cho 2 là 0,125 nhé. Đấy, ba cách. Em thích giải cách nào giải. Thì cách này với cách này đều nhanh cả. 12 nhân 0,65 12 nhân 0,65 cộng với 2 nhân 1,025 cộng 28 nhân 0,125 bằng 13,35. Đều bằng nhau hết. Đấy, thì cho chúng ta tận 3 cách giải nhá. Rồi mình sang câu tiếp. Câu số 22. Sang câu tiếp. Câu số 22. Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức bậc 1. Amin no đơn chức bậc 1. Vậy amin no đơn chức bậc 1 chúng ta là gì? Là CN H2N cộng 3N đúng không? Đốt cháy này, thu được CO2 này, nước này. Tỷ lệ mol là 4/7. Vậy thì đặt thằng này là 4 thì thằng này là 7. Ok. Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ có này. Số mol cháy là 7 trừ 4 chia 1,5. 7 trừ 4 chia 1,5. Vậy chúng bằng 3, 3 chia 1,5 bằng 2. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 4 chia 2 bằng 2. Vậy thế là mình có C2H7N. Bậc 1, vậy nó chỉ có thể là C2H5
NH2 thôi. Tên nó là gì nhỉ? Bậc 1 là etin amin. Đúng chưa các em? Đáp án đúng, chúng ta đáp án. À. Thế nhá. Mình sang câu tiếp, mình sang câu tiếp theo, câu số 23. Câu số 23 nào. Câu số 23. Đốt cháy hoàn toàn amon một amino đơn chức. Amino đơn chức là CnH2n cộng 3n đúng chưa? Đây là amon amino đơn chức. Đốt cháy thu được CO2, số mol CO2 là 13,22, 13,2 chia 44 bằng 0,3 mol. Và nước, nước của chúng ta là bằng 8,1 chia 18 bằng 0,45. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được n cháy nhỉ, 0,45 trừ 0,3. Nhưng ta phải lưu ý là chia cho mấy? Chia cho 1,5 nhá. Vậy nó bằng có 0,1 thôi. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của amino đơn chức là bằng 0,1. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu tiếp theo, câu số 24. 24 lại dễ hơn rồi, đúng không? Câu 24. Với câu 24 đề bài hỏi chúng ta này, đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp gồm 3 amin, thu được giá trị của m là. Đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp gồm 3 amin thì thu được giá trị của m là. Vậy hoàn toàn mình có này, m sẽ bằng 12 lần NCO2 đúng không? Cộng 2 lần N nước đúng không? Cộng 28 lần N N2 đúng không? Skin thấy dã man mà. Ừ, skin N cháy hôm nay thầy chứng minh rồi đây Lan Anh. Chứng minh ở ngay từ đầu đấy. Các em có thể xem từ đầu, xong các em ghi lại. Rất đơn giản. Vậy hoàn toàn mình sẽ có này, bằng 12 lần N CO2 là 0,15 này. Các em là các học viên học chính thống của thầy, tương đương với lớp offline VIP, nên là các em cố gắng chăm chỉ cày để đứng lên top lớp cho thầy nhá. Hôm nọ thi thì lớp mình có một vài bạn được 9 điểm nhưng thầy vẫn chưa vui đâu. Thầy muốn các em được điểm cao hơn nữa, thầy muốn các em được điểm 10 cơ, để cho thiên hạ nó trầm trồ, nên cố gắng cày thật khủng ấy, thật dã man rồi nhá. Mình sẽ có này, số mol nước là bằng 2 x 18 này cộng với 28 nhân với số mol nitơ là 0,05 này. Thế nên mình tìm được khối lượng luôn, 12 x 0,15 cộng 2 x 18 cộng 28 x 0,05 39,2 gram. Ô, thầy ấn nhầm đâu nhỉ? Xem nào. 3,36 chia 2,4. Thầy hay nhầm, số mol này hay bị nhầm lắm. 0,15 này. 5,4 chia 18 này. 0,3 này. 0,3. Thế sao chỗ này thì lại là 2 nhỉ? À, 0,2 lần số mol. Đây là 2 lần số mol nước. Số mol nước không phải là 18. Mà là số mol nước là bằng 0,3. Đó. Thầy hay bị mắt lé. 1,15 chia 2,4. Các em chú ý theo bài cho các em bảo thầy nhé. 12 x 0,15 cộng 2 x 0,3 cộng 28 x 0,05 3,8. Cái đáp án đúng của chúng ta là đáp án 9,75, sai câu 40. Hơi tiếc nhỉ, Nguyễn Hoàng Minh Việt. 3,8. Lần sau còn nhiều lần mà. Câu 25 nhé, mình sang câu 25 nhé. 25 này. Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 amino đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hỗn hợp, thầy ước mong nhất là bao giờ mà thi live VIP của thầy toàn 10, nhìn một khác, nhìn xanh mắt mèo à. Sợ chết khiếp. Xong rồi kêu là nhầm khi mình đã chọn sai thầy. Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 amino đơn chức mạch hở nhé. Amino đơn chức mạch hở là CnH2n cộng 3n đúng không? Oxy này, thu được này, N2 này, CO2 này, hơi nước này. Biết tỷ lệ nước chia CO2 bằng 251. Nước là 251, CO2 là 176. Được chưa? Phần trăm khối lượng của các amin trong hỗn hợp lần lượt là, thế thì hoàn toàn đến đây mình tìm được N cháy này là bằng 251 trừ 176 chia 1,5 nhá. Thì bằng này, 251 truyền sang vào muộn đấy em. Trừ 176 này chia cho 1,5 này bằng 50. Vậy N cháy ta bằng 50 nhá. Hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình này sẽ bằng 176 này chia 50 này. Câu này hay cực. 176 chia 50 bằng 3,522. 3,52. Thì trước phải hoàn toàn đến đây thì tìm được một thằng 3,52 là lớn hơn 3, nhỏ hơn 4 này. Vậy suy một thằng là C3H9N, một thằng là C4H11N. Các em cực kỳ chú ý cái skin này nhá. Các em cực kỳ chú ý cái skin sau. Skin cực kỳ kinh điển. Nhìn kỹ này, từ 3 đến 4 chia là 100 phần bằng nhau. Được chưa vậy?
Vậy một thằng là 52, một thằng sẽ là 48. Thế thì 3,52 này gần với thằng 4 hơn, đúng không? Vậy thằng 4 sẽ chiếm phần nặng hơn. Và anh này là chiếm 52 phần, chiếm này chiếm 48 phần. 52 phần 48 thì bằng 26 phần 24. Nhìn kỹ này, mà số mol cháy bằng 50, thế mà tổng số phần cũng bằng 50. Vậy suy ra thằng này sẽ chiếm 24 mol và thằng này sẽ chiếm 26 mol. Và đến đây câu chuyện chúng ta chỉ cần tìm phần trăm khối lượng thôi. Các em hiểu cái skin này chưa? Skin này sẽ dùng rất rất nhiều nhé. Đến đây mình có này, phần trăm khối lượng của amin trong hỗn hợp sẽ bằng là 26 nhân với mảng ngoặc đơn này, thằng ấy trước, 12 nhân 4 cộng 11 cộng 14 bằng này, chia cho mảng ngoặc đơn này, 26 nhân này, mảng ngoặc đơn này, 12 nhân 4 cộng 11 cộng 14 đóng đơn cộng với 24 nhân mảng ngoặc đơn, 12 nhân 3 cộng 9 cộng 14 bằng 57,27%. 57,27% thì chúng ta nhìn chỉ có đáp án D là đáp án đúng. Ok, hiểu bài chứ? Đáng sợ. Dĩ nhiên rồi, vào lớp live VIP của thầy nó kinh khủng lắm. Thế bình thường nếu mà thầy phải live dạy bên ngoài ấy, thì những cái này ấy, thì chúng ta đều phải giải hệ đúng không? Đấy, nhưng đây những skin chúng ta giải, chúng ta tăng tốc giải cực kỳ nhiều. Các em có thể đi tất cả các nhóm với tất cả các group để thông báo với tất cả các bạn là thầy có những chiêu cực dị như nào nhá. Hoặc là các em có thể đổ bộ vào tất cả các live stream của các thầy cô khác, xong rồi comment như một thiên thần cho các bạn biết là thầy dạy khủng như nào. Rất nhiều skin. Câu 26 nhá. Sang câu 26. Đốt cháy hoàn toàn amino đơn chức. Amino đơn chức là CN H2N cộng 3N. Thế thì mình đốt cháy mình thu được là NCO2 đúng không? Cộng với lại N cộng với 1,52O đúng không? Có nitơ nhưng mình không quan tâm, thích thì ghi cũng được, 0,5 đúng không? Nhưng mình chỉ quan tâm đến nào thi thôi. Thì tỷ lệ số mol CO2 và hơi nước là T. Thế thì đây là CO2 đúng không? Chia hơi nước là bằng T. Bằng T nhá. Thế nếu thằng này là 1 mol thì thằng này là N mol, thì là N cộng 1,5 mol. Được chưa? Thế chúng ta lưu ý là cái điều kiện của N là nó phải lớn hơn bằng 1 đúng không? Thế vậy bây giờ với N bằng 1 thì sao? Thì mình được T nó sẽ bằng này, CO2 là N là 1 này, chia cho nước là N cộng 1,5 là 1 cộng 1,5 này, bằng 0,4 đúng không? Và T chắc chắn là lớn bằng 0,4 thôi. Đấy chứ, bởi T có dấu bằng mà. Suy ra T chắc chắn lớn bằng 0,4 thôi. Thế bây giờ tiếp tục sang một bài toán tìm lim các em ạ. Bây giờ N của thầy tiến đến vô dương vô cùng đúng không? Vậy có nghĩa là bài này có tương đương với lại là lim N tiến đến dương vô cùng của gì nhỉ? N phần N cộng 1,5. Cái này thầy nghĩ là các em học hồi lớp 11 rồi. Thì ở đây cái cách tìm lim này rất đơn giản thôi. Bạn nào mà chưa biết thì giảng một chút toán cho chúng ta biết. Chúng ta nắm một chút toán là ok. Chia cả tử mẫu cho N thì anh này 1 phần 1 cộng với 1,5 phần N nhá. Vậy đây sẽ bằng này, 1 phần cho 1,5 phần N. Do N tiến đến dương vô cùng thì nó là tiến đến 0 đúng không? Vậy là 1 phần 1 thì bằng 1. Mà lim là giá trị gần bằng, thế nên là T sẽ luôn luôn làm sao? Lớn hơn bằng 0,4. Suy ra này, 0,4 nhỏ hơn bằng T và nhỏ hơn 1. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là 0,4 nhỏ bằng T và nhỏ hơn 1. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Ok. Mình sang câu tiếp nhá. Mình sang câu tiếp là câu số 27 này. Mình sang câu tiếp là câu số 27. Ok không? Đốt cháy amin A với không khí. Câu này hay cực luôn. Amin A thì thầy chưa biết nó là amin gì thì thầy đặt câu 27 này. Thế là nó là CXHINT nhá. Không khí thì có nitơ và oxy này. Oxy này, nitơ này. Nitơ oxy tỷ lệ 4:1, có nghĩa là nitơ là 4A thì oxy là A thôi. Vừa đủ, chú ý cũng tự đủ. Sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm CO2, nước, nitơ. Mình tìm được số mol CO2 bằng 17,6. 17,6 chia cho 44 thì bằng 0,4. Số mol nước là 12,6 chia 18 thì bằng 0,7. Số mol nitơ là 69,44 chia 22,4 thì bằng 3,1. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm khối lượng của amin đúng không? Thế bảo toàn khối lượng là xong đúng không? Bây giờ vấn đề là vậy, mục tiêu chúng ta đi tìm A. Mục tiêu chúng ta đi tìm A, câu này rất là khó nha. Câu này mà ở trên lớp là nhiều bạn không giải được. Thế thì bây giờ mục tiêu chúng ta đi tìm A thì thế này. Đầu tiên mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình có là 2A thì bằng 0,4 nhân 2 cộng với 0,7 nhân 1. Hoàn toàn đây mình tìm được A bằng 2 nhân 0,4 cộng với lại 0,7
được bao nhiêu trên 2? A bằng 0,75. Với A bằng 0,75 thì anh này bằng 0,75 này. Anh này bằng bao nhiêu nhỉ? 4 x 0,75 3. Vậy hoàn toàn nên mình bảo toàn khối lượng là xong đúng không em? Bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của amin cộng với khối lượng của oxy là 0,75 x 32 cộng khối lượng của nitơ là 3 x 28 bằng khối lượng của CO2 là 0,4 x 44 cộng 0,7 x 18 cộng 3,1 x 28. Vậy đây mình tìm được m-amin bằng 0,4 x 44 cộng 0,7 x 18 cộng 3,1 x 28 trừ 3 x 28 trừ 0,75 x 32 bằng 9 ngày. Đáp án đúng đáp án B. Ok. Các em ơi, do thầy bị đau họng mà hôm nay thầy đã cố gắng dạy các em như này. Thì có lẽ là chúng ta còn cái phần nữa là phần dạng số 2 amin tác dụng với axit muối. Thì mình để sang tối thứ năm mình học nhá. Bây giờ thầy biết là nhiều bạn vẫn chưa làm bài tập đâu. Thì nghe thầy dặn dò là làm cho thầy phần dạng 2 đi nhá. Amin tác dụng với dung dịch muối. Được chưa? Với phần tổng hợp nhá. Tối thứ năm thầy chữa nhá. Nhớ chưa? Còn buổi học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây nhá. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào tối ngày mai nhá. Tối ngày mai thì thầy sẽ dạy lại ST ở trên tường rồi. Được chưa? Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Nhớ là tối ngày mai thì sẽ dạy lại ST và tìm đúng phân ST trên tường này.